Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Pinosol sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm rất là được ưa chuộng hiện nay. Đó là dòng Hybrid Pinot. Hybrid Pinot là dòng Pinot Light. Nó kết hợp những cái ưu điểm của Pinot cơ và ưu điểm tạo nên một cái dòng sản phẩm chất lượng hiện đại phù hợp với xu thế ngày nay. Đối với những cây bàn Pinot cơ thì bạn phải mỗi lần di chuyển nó sẽ rất là phiền phức, tại vì cái trọng lượng nó khá là nặng và cái diện tích nó chiếm khá nhiều không gian đặt đàn của mình. Và bạn lại tốn những cái chi phí lên dây bảo trì hàng năm. Và ở những cái đàn Pinot cơ thì nó không có cái điều chỉnh volume. Mỗi lần bạn muốn tập ban đêm thì nó cũng là một cái trở ngại. Ngày nay các cái hãng đàn Pinot cơ vẫn sản xuất ra những cái silent để mình có thể mình hỗ trợ tai nghe, nhưng mà cái giá thành nó rất là cao. Vì thế nhiều người sẽ sử dụng lựa chọn cái Hybrid Pinot này. Và sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu bàn phím, âm thanh và các chức năng của nó nha. Sản phẩm Hybrid Pinot mà Vinh muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay đó là dòng sản phẩm Yamaha Nu1X. Nu1X được sản xuất vào những năm 2017 đến 2021, là dòng sản phẩm Hybrid mới nhất của Yamaha ở cái dòng Upright Pinot đến thời điểm hiện nay. Thì cái cây này là cái cây nó có cái kích thước nó tương đương với cái cây U1. Cái cây U1 thì nó cao hơn xíu các bạn. Thì cây này, tại vì nó là bản thân nó là Pinot điện cho nên nó phải tối giản lại cái kích thước, cho nên là cái chiều cao nó thấp hơn xíu. Về cái chiều rộng thì nó ngang với cây U1. Cái trọng lượng của cái cây này thì nó bằng một nửa với cây Yamaha U1. Đó. Nó cũng bao gồm một cái nắp chống gập bàn phím. Ở cây Nu1 này nó sẽ có một cái chế độ đó là thả từ từ để cho chống gập tay. Đàn có một cái bảng điều khiển bên trái góc này, thì xíu nữa đây Vinh sẽ quay cận cảnh để mình cắt cái công năng của nó. Ở đàn sẽ có một cái volume ở dưới này. Ở cái dòng Hybrid này, Yamaha tạo ra một cái sản phẩm đơn giản nhất, tối giản nhất, giống với Pinot cơ nhất, nhưng mà nó sẽ không cái mất đi những cái tính năng ưu việt của cây Pinot điện. Đó là tích hợp những cái bảng điều khiển. Nhưng mà cái bảng điều khiển này cũng rất là hay. Lúc mà bạn không có sử dụng, bạn không có thao tác cái trên đó thì nó sẽ ẩn đi, nó sẽ không có hiện đèn lên. Ở đây là hai cái lo chép, và phía dưới này là hệ thống lo bass, hai cái lo thùng rất là lớn. Vì thế cho nên cái trọng lượng nó nặng. Ở cái dòng Yamaha Nu1 này, các cái công nghệ về cái mặt sơn bóng nó hệt như những cái cây Pinot cơ của Yamaha. Về ngoại hình thì nếu mà úp cái đàn lại thì nhìn từ bên ngoài thì nó không khác như một cái cây đàn upright. Vì vậy về ngoại hình thì nó hệt như một cái cây Pinot cơ upright của Yamaha. Đây là cây Yamaha Nu1X mà Vinh đã tháo ra, tháo cái bộ phận nắp ra thì nó sẽ hiện lên cái dạng cơ của nó. Về cái bàn phím là nó hệt như cái đàn Pinot cơ luôn. Xíu nữa đây Vinh sẽ giới thiệu cái cây Yamaha Pinot cơ U3H ở cái hệ bàn phím nó giống hệt luôn. Thì khi chúng ta đánh thì cái búa nó hoạt động y chang luôn. Cái kích thước của cái bàn phím búa là hệt như cái cây Yamaha Pinot cơ luôn. Thì cái phần này ở cái đàn Pinot cơ thì là nó là cái búa lông cừu, nó sẽ gõ vô cái dây phía sau. Sẽ cộng hưởng vào cái sao bo rồi sao vang âm thanh. Còn ở cái cây Yamaha Nu1 này á, thì khi các bạn đánh nó cũng mang đến cho mình một cái lực giống như đàn Pinot cơ vậy đó, cái lực phím, nhưng mà ở dưới phím nó có cái phim quang, thì khi nó sẽ cảm ứng lên nó sẽ vang lên đó. Cho nên vì vậy là ở cái cây Hybrid này nó mang đến cho mình một cái tết phím hệt như đàn cơ luôn. Hai cái lo nó có hai cái lo trép nha các bạn, nhưng mà tại vì khi mà Vinh tháo cái nắp ra đó thì nó sẽ kết nối với hai lo trên, thì mình mở cái nắp ra thì mình tháo ra luôn rồi, nó không có cái lo trép. Có hai lo trép thì cái âm thanh nó cân bằng hơn. Bây giờ mình cứ tạm nghe thử cái âm thanh của hai cái phần lo bass lớn của nó nha. Thank you.
cây này là cây Yamaha UBH nha. Thì để mình xem cái hệ phím nó giống hệt nhau luôn. Cái này là ở trên piano Yamaha Nu 1 á, X á, thì cái cây này là cái cây thanh sắt lúc nãy mình có quay á. Thì khi mình đánh này thì nó sẽ tác động lên cái phần dây và nó cộng hưởng xuống cái sao bo, nó vang lên âm thanh. Rồi, thử nghe, thử đánh, thử nghe âm thanh thôi nha. Cái cây Yamaha UBH này Vinh chưa lên dây. Đó là cái lý do tại sao là cái dòng Nu 1 có ít nó tiện lợi hơn. Tại vì nó là giống như nó lập trình nó thu sẵn rồi, thì mình không cần phải lăn tăn về cái vấn đề lên dây. Ở cái cây đàn, những cái đàn Binoker á, một cái nốt nhạc như thế này để nó vang lên như thế này thì nó sẽ có ba cái sợi dây, ba sợi dây nó cộng hưởng với nhau, nó vang lên âm thanh. Mà một dây nó bị phô là cái nốt nhạc của bạn nó nghe rất là kỳ cục luôn. Nó phô khi mà ba cái cộng dây này cái tần số nó không có đều nhau thì cái âm thanh nó nghe rất là khó chịu, bắt buộc chúng ta phải lên dây. Tiếp theo Vinh sẽ quay cái bảng điều khiển của cái cây Yamaha Nu 1X này nha. Để Vinh phóng to lên. Đó, này là cái bảng điều khiển của cây Yamaha Nu 1X mọi người. Thì ở trên này nó có một cái màn hình. Màn hình này nó sẽ là, nếu mà các bạn không sử dụng thì nó sẽ tự tắt, nó ộp đi để cho mình cảm giác mình đỡ phiền phức hơn, mình cảm giác nó là một cây Binoker hơn. Rồi, thì nó cũng có các chức năng đáp ứng đầy đủ các cái nhu cầu mà mình muốn giải trí, và nó giúp cho mình cái việc học tập tốt hơn. Đầu tiên đó là cái Bluetooth này, cái function này, thì các bạn có thể là kết nối Bluetooth với app Pianix của Yamaha, hoặc là mình có thể là mình sử dụng là audio để mình phát một cái bản nhạc lên mình nghe. Sử dụng cái loa của nó cũng hay lắm các bạn, nó cái loa nghe lực lắm á. Rồi, cái này nó là phần thu âm, nó có một cái nút red thu âm metronome. Đó, khi mà các bạn gắn metronome thì nó sẽ hiện lên để mình điều chỉnh các cái tốc độ của nó. Rồi, thu âm. Đó, cái thu âm thì mình đang thu cái track 2 này, mà track 1 mình đã thu rồi, track 2 mình thu chồng lên, dừng lại, nghe lại. Còn cái này reverb là nó giúp cho là nó ngân theo cái dạng reverb chứ không phải là ngân theo pedal. Rồi, cái này là bản nhạc demo. Rồi, này là voice của nó. Mình vừa mở cái demo. Này là voice của nó. Voice âm thanh, tiếng của nó, mình có thể nó có vài tiếng, nó trang bị cho mình vài tiếng, nhưng mà cũng chủ yếu là cái tiếng piano là chính. Piano điện nè. Nếu các bạn muốn đổi tiếng thì mình phải giữ cái nút đó. Giữ nút này lên. Quay về. Cái phần function này là mình bấm vào đó, nó có nhiều cái chức năng để mình thao tác, mình sử dụng lắm á. Những cây Yamaha Nu 1X hiện nay có giá trị rất là cao, nó tương ương với một cây đàn piano UBA chất lượng hiện nay. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì những các cái tính năng ưu việt và cái chất lượng nó mang lại. Nếu bạn đang cần tìm một cây đàn có cái chất lượng âm thanh bàn phím chân thực, giống cơ nhất nhưng lại thích những các tính năng ưu việt của một cây đàn biểu điện, thì lựa chọn Yamaha Nu 1X là một lựa chọn rất tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.